Ok, chào các bạn đã quay lại với clip của mình. Nhân tiện mình đang làm một cái công việc là việc trading trong game. Việc trading này nó mang lại cho mình tiền, silver. Thì nhân tiện đây mình sẽ nói về cái những cái nguồn tiền trong game mà các bạn nên quan tâm, hoặc có thể là những cái nguồn tiền chính mà các bạn ấy luôn. Thì trong những cái màn hình của mình á, mình quay nguyên màn hình, nên là những cái mình nói đến thì các bạn tập trung, nhưng những cái ngoài lề thì nó hơi lộn xộn chút xíu, các bạn thông cảm. Thì vô game nè, thì mình có một con voi ở đây. Con voi này nó mang những cái đồ này nè. Cái đồ này các bạn có thể coi cái giá gốc ở dưới của nó, lúc mà mình mua là 162 162.000 silver ha. Còn cái giá mà mặc định á, cái giá chuẩn của nó là 190.000. Nhưng mà cái giá nó không quan trọng các bạn, nó chỉ là một con số nhỏ thôi. Ok. Thì mình mua nó ở đây nè. Mình ví dụ ở đây là một cái khoản kiếm tiền thôi nha. Mình mua nó ở Pograt. Là ở đây nè, mình đi thuyền, mình cho nó lên thuyền. Thuyền mình xong mình đậu bến đây. Mình lấy voi ra mà mình mang cái cho con voi này nó mang nó kéo qua đây. Mình sẽ bán cho cái thằng này. Imperial Delivery. Đó, đây là giá của mỗi món nè các bạn. Mình mua 162.000 và mình bán 1.4 triệu, hơn 1.4 triệu thì lời gần 10 lần các bạn. Mình kéo một lần này thì mình lời khoảng 30 triệu. Và mình nó sẽ mất khoảng hơn tiếng đồng hồ. Để mình kéo cái con voi này về đây, mình sẽ nói nhiều hơn về cái trading này. Không phải tự nhiên là các bạn có thể trade được như vậy các bạn. Đầu tiên á, mình có thể nói nha, cái này là một nghề life skill. Thì á, để làm công việc này á, trước tiên bạn phải có một cái lượng cái level trading của các bạn phải master 1 trở lên. Và cái item đó, mỗi cái cấp master á, nó sẽ cho các bạn mua một loại item. Thì ở cái mức độ master 8 á, mình có thể mua được hai loại item. Nói chung là ở Master 8 á, mình có thể làm một chuyến, mình lời khoảng 30 đến 30 mấy mét, 30 mấy triệu á, mình quen miệng mình nói là mét nha. Ok, 30 mấy triệu đó. Và cần Master nha. Cái cấp Trade Master này á, các bạn cần bỏ công rất là nhiều, thời gian rất là nhiều để các bạn đạt được một cái cấp master như này. Công ở đây mình nói là cái công on cái máy tính của bạn. Các bạn sẽ làm những cái trade, những cái crate, những cái thùng như này nè, gọi là một cái thùng. Và cái thùng này nó được xếp trong cái thùng rác, thùng giao dịch, nhưng mà nó là loại rác. Rác ở đây là ám chỉ những cái hàng mà dùng để mình nâng level trading lên. Có những ở đây mình có thể nói là tin or crate. Đó, nó cái tiền mà các bạn tạo ra cái crate này nó mắc hơn là cái tiền mà các bạn bán cái này nữa. Nghĩa là các bạn lỗ nhưng mà các bạn được lại là cái level trading để các bạn làm cái việc như mình này nè. Kiếm tiền như mình như nè, mấy triệu á. Đó. Và ở đây thì có một loại thùng khác, nhưng mà thùng này để kiếm tiền. Ví dụ đây mình có gần 6.000 thùng đi, thì chỗ này mình bán khoảng hình như là gần đâu đó 1 tỷ silver các bạn. Đây nè. Và cái này nó cũng khá là mất thời gian. Nó làm bằng cách
ghép mấy cái mảnh gỗ này, và mấy mảnh gỗ này thì phải thu thập từ các nốt. Cái này nói về khoảng khoảng làm timber là gỗ, timber crate thùng gỗ giao dịch. Cái đó là từ khóa để các bạn tìm hiểu về cái này nha. Mình không nói chuyên sâu tại vì nói chuyên sâu nó quá là dài đi. Ok. Đó là cách mà mình lên level, và nó mất của mình khoảng nửa năm á các bạn, nửa năm. Và worker của mình phải thu thập, và mình phải làm cái thùng đó trong vòng, mình nhớ thôi nha, mình không nhớ nổi luôn á, là khoảng nửa năm trời để mình làm một cái số lượng để mà mình đạt được cái cấp master 8 như này. Nói chung là nếu các bạn đầu tư nhiều hơn, nếu các bạn đầu tư hơn mình thì nó nhanh hơn rồi, đúng không? Ok. Và làm worker thì nó ăn nguyên liệu, các bạn phải chế feed cho nó, bạn nuôi nó để nó lấy nguyên liệu về, và các bạn nuôi nó để nó làm những cái thùng cho các bạn. Ok. Rồi. Đó là cách mà và tiền từ trading này nó không nhiều nha. Mình có thể nói là nó không nhiều. Nó tốn của mình khoảng hơn 2 giờ đồng hồ. Và phải check xem cái server đó, cái channel này nè, ví dụ Serondia này, nó có bán cái, cho bán cái này không. Nếu không có, ví dụ qua 7 giờ hay là 8 giờ, 9 giờ gì mình không rõ, nó sẽ reset, nghĩa là nó không cho bán cái này nữa, thì mình phải chịu thôi. Không biết 7 giờ nếu mình reset thì mình sẽ có cái để nói nữa đó. Thì nó không cho mình bán thì mình đâu bán được đâu, mình phải tìm những channel khác, mình chuyển tùm lum tà la đó. May mắn là mình chuyển rất là ít lần đi chat này. Ok. Rồi khi các bạn làm tiền giao dịch qua cái trading này nè, nó lợi một cái là các bạn không cần Velobat. Velobat là cái những cái này nè đó, 30 day là hết 300 mấy chục bill, là khoảng 200 mấy 300 ngàn đó. Cái game này nó ăn cái tiền đó khá là nhiều. Ở server C nó mở ra, nó không có bán cái nó không cho bán cái Velobat này lên market, nên là mình không có BO được. Nhưng mà server nước ngoài thì mình BO được. Cái thằng PA, cái thằng PA Pew Apeat á, nó chơi chiêu server C các bạn. Mình không hiểu sao nó sẽ, những người mà chơi free như mình á thì bị khá là ấy, vướng mắc cái chỗ đó. Ok. Rồi mình kéo con voi lại đây. Từ từ nhé, tại vì clip mình quay một lần nữa là nó hơi lộn xộn, các bạn thông cảm. Voi lẹ đi má. Ok. Đó. Nó bị lag các bạn. Nè, ví dụ nha, mình làm thao tác mình rút một cái này nó sẽ tụt về còn 4 cái à. Nó bị lag, mình quen nó rồi. Rồi, mình lại kéo con này về mình bán tiếp. Bây giờ 7 giờ nếu mà nó reset thì mình cũng không biết phải chuyển trên đầu mình ngồi mình nói chuyện luôn không quá. Rồi. Nguồn tiền thứ hai. Ở đây mình có thể note lại cho các bạn. Mình mở một cái notepad đi. Notepad. Nguồn tiền thứ nhất. Nguồn tiền 1. 1 là trading. Nguồn tiền thứ hai là life skill. Đặc biệt. Cái thứ ba cũng là life skill nhưng mà nó đặc biệt, mình sẽ xếp nó một cái khác là hunting. 4 là grinding. Ok. Grinding này á có 4.1, có 4.2. Grinding kết hợp lên đồ cộng item. Grinding thuần silver pure
Silver, ok. Trading, nãy là mình nói sơ qua rồi. Ok. Black skill, đây có cúc kinh. Cúc kinh là một trong những nghề mà mình recommend các bạn hãy làm, vì cúc kinh nó hao tốn cái điểm energy này, và cái điểm energy này nó như một cái lượng tiền hồi theo thời gian cho các bạn. Có energy là có tiền, không biết các bạn làm cái gì á, các bạn chỉ cần có energy là các bạn có tiền. Ok. Nếu các bạn không 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 các bạn dùng energy này, các bạn đi garden nha. Garden. Bot. À, mình pull cái clip lại để mình đi bot một cái nha. Rồi xong. Ok, tính không nói nhưng mà tiện đây nói về tiền thì cũng phải nói đến là cái khoản đi bot. Thì các bạn biết đó, game có những đây có hệ thống bot rất là đa dạng, rất là nhiều loại con bot như này. Đây là những con quật bot thời gian nó hồi sinh, nó hồi sinh. Ok. Và nó rớt đồ, đúng là rớt đồ chứ. Thì rớt đồ silver và những đồ cường hóa nữa khá là quan trọng luôn. Thì các bạn nên chơi nhiều nhiều cha. Nó game này nó giới hạn cho các bạn là tạo 16 cha là maximum, đúng không? Thì các bạn nên nên tạo maximum cha luôn. Thì ví dụ một con clone này, mình đứng ở con Karanda này, con boss mà nó rớt cái vũ khí Awakened đó các bạn. Dandelion. Đó, rớt rớt loại vũ khí này nè, các bạn có thể chết giá tùy thời điểm, mai mốt có thể nó giảm nó tăng tùy thời điểm giá, nhưng mà khi nó đã rớt bốc thì các bạn xua là các bạn có tiền. Ok. Và rớt cái này, rớt gold bar, rớt cái này và rớt những cái cục này nè, cái cục cường hóa này nè. Đó, các bạn có thể đọc nha, cái này để cường hóa, không cần fast stack các bạn, không cần đập hên xui. Bạn click một phát là nó lên luôn. Quan trọng là cái cục này nè, cục đó là cục thấp nhất. Nó sẽ có 3 cục. Hên xui thì các bạn sẽ lụm được. Ok. Cục đó và cục này nè, cục này là quan trọng. Và cục lam, green nè, lục nè và vàng nè, đó. Để cường hóa và rớt những cái aura này có thể đổi memory fragment khi mà mình đổi rồi. Ok. Nè, cái nãy mình nói cái điểm energy đúng không? Thì có thể đổi thẳng ra như này luôn. 200 energy. Mình đây có một 300 mấy nè, mình có thể đổi được cứ 200 energy thì mình đổi được một bình này, và bình này các bạn coi giá hiện tại là 3 triệu mấy. Đó là tiền bạn, tiền tươi. Ok, không cần bỏ công gì cả, chỉ cần là có điểm energy và đổi ra là được tiền tươi. Ok. Và đó là clone đứng ở mỗi con boss. Ở đây một con Yaka một con. Đây là những con field boss. Cái này field boss thì nó rớt những cái đồ, nói chung là các bạn chơi đi, các bạn nên chơi field boss một thời gian để các bạn trải nghiệm khá là vui. Các bạn đánh nó rớt đồ lon ton khá là vui. Đây hệ thống boss, hệ thống boss cái này mình có thể nói sơ qua, mình sợ clip này nó quá dài, mình sẽ nói sơ qua. Các bạn vô cái link này, các bạn search cái tên này lên Google á, nó sẽ ra cái link. Bây giờ nói lấy cái link nó mất thời gian nữa đó. Thì các bạn sẽ vào, mới đầu các bạn vô bot thăm mà các bạn sẽ thấy cái bot này và cái bot này. Cái này là thời gian gian cụ thể để nó ra bot, quật bot có hai loại. Đây là quật bot, là bot lớn rớt những cái nãy mình đã nói rồi. Còn field bot nó rớt những cái vũ khí vàng, vũ khí cam, mình có thể
và đồ cường hóa nó thể, mình có thể quy ra tiền bằng 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 khoảng 3 triệu đến mười mấy triệu một lần, hên xui các bạn lụm nha. Mình có thể nói là quy ra tiền thẳng là như vậy, rất nhiều đồ lắm, cái đồ cường hóa, mấy cái cục nải cường hóa thẳng nữa, rất là hay đó, rất là vui. Một thời mấy tháng trời mình chơi Philbot mình lười, có thời gian mình chơi hardcore, mình chơi rất là nhiều, mình rin rất là nhiều, nhưng mà thời gian mình chán rin á thì mình lại đứng AFK mình câu cá, hoặc là mình làm processing á, mình dặm mấy cái potato để mình lấy bột cái kiểu á, thì mình kết hợp đi Philbot này nó khá là vui. Ok thì nhưng mà một cái đặc sản của Fury mình có thể nói là ở đây Fury có cái anh chủ Fury thì anh có code được những cái này rất là hay, là boss kế tiếp Custom Nova và 23 giờ sinh đây nè, ngày hôm nay nè, hoặc là mình có thể mình chat như vậy. What? Đó nè, nó sẽ ra, nó thông báo là bot đó, nó khá là hay đó. Này là auto của Discord, kiểu như là lệnh của Discord đó mà. Ok, đúng, tới đâu rồi, tới đâu rồi, tốn thời gian quá, what the hell. À, bot rồi, phone mình không muốn show tên lên, mình sẽ poll, tạm poll lại. Ok, như các bạn thấy đó, cái file này mình phải thêm một mục nữa là một bot nãy mình đã nói rồi phải không? Bot, ok, bot bot bot, ok, và mình phải coi lại là nó đã reset chưa. Đó, các bạn thấy không? Nó đã reset con mẹ nó rồi, và bây giờ mình không thể bán được ở server này nữa. Mình phải chuyển server, xem hên xui là nó có thể cho mình bán nữa đây. Nói đi, nói đi thì nói đi. Hạn chế thời gian đi. À, boss, đang nói gì huynh mẹ? Trading, hunting, Light skill, cooking, cooking, cooking. Ở đây mình không có một cái clip để mình thị thực cho các bạn biết là cooking và trading nó mang lợi ích như thế nào. Không có luôn, motherfucker. Thì mình có thể ở đây mình có clip mình nói về play skill đúng không? Play skill kiếm tiền đúng không? Thì tất cả những cái nghề này nè, mình á, mình không thể nói hết trong clip này, nhưng mình khuyến nghị các bạn sẽ làm garder lấy thịt, và các bạn hãy làm cooking trong những bước đầu các bạn kiếm tiền nhờ live skill nhá. Thì ở đây mình có một cái clip Garder Meat Profit, mình sẽ nói luôn, tắt tiếng đi. Ok, ở đây mình đang Garder nè các bạn. Các bạn thấy không, ở đây mình có 367 điểm energy, và mình tốn khoảng hai cái con dao. Đây, con dao này nè, các bạn thấy đây đeo một cái nha, nhưng mà thực sự mình hao chỉ hơn hai cái thôi, và rồ fit của nó mình sẽ thống kê cho các bạn coi. Đồ fit của nó gồm những đồ cường hóa và thịt, thịt đó mình sẽ cooking để mình kiếm tiền. Dừng lại ở đây, nó rớt cái này đó bạn, queo queo cái móng của con cừu á. Thì cái này nó có giá là 10.000. Nó rớt, ở cái Blinch Branch.
Đó là cái điểm này nè, cái điểm đó đó, cái đồi cù nó ở đây nè. Nói chung là chết đinh bây giờ đứng im luôn rồi, để biết server nào luôn rồi. Đây, gather chỗ này sẽ rớt mấy con cù này, đó là cái điểm mình đang gather nè. Đó. Rồi, khi mình gather hai cái con dao này với điểm energy như này, mình không có thuốc cường tăng cái điểm energy hồi trên giây nhé. Hồi trên phút nhé. Thì mỗi 3 phút mình hồi được một điểm energy thì mình on khoảng một ngày á bạn. Khoảng một ngày á thì nó hồi cũng được gần đầy á, đúng không? Nói chung là hồi bao nhiêu thì các bạn tìm hiểu hiểu lại mình, nhưng mình cũng quên rồi, mình không rõ nữa. Nhưng mà mình được nhiêu đây thịt nè. Đó, các bạn có thể coi rớt cái này tiền này, này rác nè, cục này là cái cục cường hóa vũ khí nè. Đó, này còn cục này cục đập vũ khí nè, này đập đập áo giáp nè, thịt giá cũng 9.000, chưa chưa nói là cúc kinh lên thì giá nó tăng lên rất là nhiều nha các bạn, rất là nhiều. Mình nhắc lại là tăng lên rất là nhiều cái nghề cúc kinh này. Và cúc cái gì? Cúc fit, fit và organic fit. Mình có thể show cho các bạn coi. Fit, có thể các bạn fit. Fit. Đây. Organic fit 3. Giá hiện tại là gần 30.000 một phát, thì mình cúc một lần. Cúc một lần. Mình cũng quên con mẹ rồi. Nói chung là tiền khá đó. Bạn thử chơi một lần đi. Mình bây giờ mình không thể nhớ nổi nữa, mình phải nói cho nhanh, nó công tốn thời lượng các bạn thôi. Đó, cái này cũng được nhưng mà cái này thì ít tiền hơn đó. Ok, nhưng mà nó dễ cúc hơn. Đúng rồi, dễ cúc hơn nhiều đó. Nhưng mà nó ít tiền hơn, ok. Chờ thời gian để chuyển server để bán nè, không biết server nào đây nè. Ok. Rồi, tiếp theo coi tiếp đi. Và game này á, nó thường ra những cái event á. Đó bây giờ lại liên quan tới event, các bạn thấy không? Nó rất là liên quan, nó liên quan rất là nhiều, các bạn phải quan tâm đọc những cái update hàng tuần ở trên web á, nó update những cái event. Ví dụ như là cái la siêu này nè, cái đợt ra con la nè. Đây là cái đợt ra con la lan, gặp gọi là lan đi cho nó dễ. Khi đánh quái, khi gather, khi fishing thì nó rớt cái la siêu này. Các bạn coi, la siêu 50 la siêu sẽ đổi được một cái strong Brighton in action language đó. Thì cái này là 3 triệu mấy đó. Sao con mẹ là luôn, mình giàu mà, mình có nhiều mà, mình show đi. Gì đây, mua được gì? Mua được một cái bếp. Ok. Đâu rồi, kéo xuống đi. Nó ở đâu rồi các bạn? Mình mắt mờ đéo thấy luôn. Gần 3 triệu một cái, 50 cái, gần 3 triệu một cái thì mình đổi, nãy mình có 4.000 cái thì mình đổi được khoảng 80 cái, 80 cái mà nhân 3 triệu lên là được khoảng 250 triệu, tính tính trừ trừ thuế thuế trên mắc kẹt thì khoảng 200 mấy triệu. Một cái event như vậy mình đùa đùa là được 2 mấy triệu. Mà cái clip này các bạn có thể coi, mình quay ở ngày 5, bây giờ là cách nửa tháng rồi, là mình đợt đợt nãy mình đổi được khoảng mấy chục cái mình quên rồi. Nói chung là rin nhiều thì sẽ rớt cái này nhiều, nhưng mà Garder cũng ra đó. Nói chung là quy về profit hết. Và cái này nữa, cái này event nè, event Garder nó cũng rớt mấy cái này nữa nè. Các bạn phải mất thời gian các bạn tìm hiểu về cái nghề, những cái liên quan tới tiền nè. Ví dụ như này, Garder nè, 2% nè. Mình có thể nói sơ qua cái item này thì á, cái này dùng để nâng cái skill strength của con đâm, con đâm
muốn bạn muốn nuôi con đâm á, con ngựa bay tay chính á, không phải ngựa bay, con ngựa lửa tay chính á, thì phải dùng cái này. Và effect nó sẽ tăng cái điểm trending của cái trang này lên 2%. 2% thì các bạn có thể biết là, ví dụ ở đây mình có những cái item như này. Đó, ví dụ như này các bạn có thể đọc strength tăng 1% mà giá nó 2,5 triệu, thì cái item này đúng không? Giá 2,5 triệu thì cái item này nó tương đương với 5 triệu. Thì các bạn đánh mình đi rin á khoảng 10 15 phút mình sẽ rớt được một cái này. Một cái này 5 triệu các bạn. Bạn có thể nhân lên chưa tính rác kiểu nha. Ok. Ok, và rớt những cái cục ngọc này lát mình sẽ thống kê trong vòng một tuần mình on khá là ít thì mình sẽ hồi được bao nhiêu điểm. Một nào hồi một số điểm thì có đủ để nên mình rớt những cái cục này mình có thể đủ xài hay không nhá. Net 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 net. Đó các bạn có thể coi hồi nãy là 5 cục này và 3 cục này thì các bạn thấy một tuần là hai mươi mấy cục là các bạn có thể đủ đập đồ hay không thì các bạn có thể hiểu. Và trong thời gian này thì đố các bạn mà mua được sát hát hát sát luôn đó, những cái cục đập đồ này bây giờ cái mùa mà ra rác class mới á nó đập đồ khá là nhiều các bạn. À coi nó bio bao nhiêu, 10.000 cục các bạn có thể KS được mấy thằng này không, cho các bạn đặt 100 cục đi đó. À, giả bộ vậy đi. Bạn có thể KS được hay không? Đó, đó là cái lợi ích của các bạn. À, cục này cục đập đồ nhé, ok. Đó là cái lợi ích của các bạn chơi event. Đó, mình khá nói chung là chơi event, rin chứ riết nó cũng chán, các bạn phải tập trung, các bạn chơi event thì nó không có chán game, ok. Đâu, còn gì nữa không? Rồi. Còn gì nữa không? Còn show thông tin gì nữa không? Những cái con dao này các bạn, cái con dao Magic Butcher Knife này các bạn nên đặt mua nhá, thì vì nó không bán nhiều đâu và cái thời gian mà gather á, nó cũng trừ thời gian của các bạn đi. Nói chung là xài cái con dao này khá là tốt, rất là tốt, tốt nhất luôn rồi. Rồi đến con dao này Lucky Sinh Nên Siêu Butcher Knife này đó, cùi lắm á, thiếu thốn lắm á, thì các bạn xài cái con dao mà các bạn có thể chế ở đây nè, chế ở đây kéo xuống, nhớ cái nhà này nhá, đó chế đi, giá chế khoảng một trăm mấy chục silver đó, hoặc các bạn trăm mấy chục ngàn silver, hoặc các bạn có thể mua luôn Butcher Butcher Knife đó. Đâu, nó là cái con dao chế nè các bạn, dao mình có thể chế nè, cái này lucky rồi, còn cái này nè đó, bạn có thể mua thẳng luôn là khoảng 200 mấy, mình chỗ này mình mua 2 cây là mình có thể xài hết rồi. À và về Garder nhé, Garder á mình phải nhắc, lỡ nói là Garder rồi nói luôn, thường các bạn vô gui á nó sẽ có những cái búp Garder và những cái áo này, thì khi mà cái áo này trừ thời gian Garder, nghề Garder nó cực, một cái là nó khá là nhàm chán tại vì cái thao tác các bạn giết con quái đúng không, giết xong rồi các bạn đó, các bạn có thể coi nè, giết xong rồi các bạn lụm, nó khá là chán, nó mất các bạn làm như vậy 1 giờ đồng hồ đi, mình Garder siêng lắm á, thì mất 1 giờ đồng hồ đi hết chỗ này hai hai con dao thì các bạn nghĩ là nó chán tới cỡ nào các bạn. Đó, nghề nó khá nhàm chán. Thì cái thời gian Garder thì nó quyết định là nó giảm cái sự nhàm chán của bạn lại đúng không, thì áo 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 Garder thì nó trừ thời gian nhàm chán, nhưng mà thường thì vô gui á mình out gui rồi
thì Yogui nó sẽ có những cái búp búp guarder, mình có thể không cần những cái áo này, mình vẫn có thể đạt được cái mức giới hạn cao nhất là khoảng 2 giây mấy một lần guarder. Ok, nói ngắn gọn thôi. Oh my god, quá nhiều. Mới nghỉ 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 chút xíu rồi. Tao lại nói 20 phút rồi, 30 phút rồi, phải lâu. Ok, sau một hồi nghỉ ngơi, suy nghĩ và chuẩn bị những gì mình sắp nói tiếp theo, thì mình quyết định là mình không che tên của mình nữa. Thì á, các bạn xem tới đây á, mình nghĩ là các bạn là những người newbie, và mình chia sẻ ở đây là mình không muốn quá nhiều người biết rằng mình là ai trong game. Nó có một số lý do. Lý do lớn nhất á, là mình không biết, mình không muốn là những thằng nó tồn tại những thằng kiểu hater, những thằng mà suốt ngày nó chơi game ức chế quá, các cái nó đi gây sự với người khác các bạn. Thì á, mình không muốn rằng nó biết rằng mình đang làm những clip này. Mình không sợ nó cái gì hết á. Nói chung là một thứ gì đó là thiên về tâm linh hay gì đó đại loại vậy đi, là mình không muốn nó biết mình. Ok, thì các bạn có thể là các bạn share hay gì đó, các bạn che tên giùm mình. Và coi đến đây á, thì chắc là những newbie thôi chứ không có những OB đâu, và sẽ không nhiều người biết đâu. Ok, lan man nhiêu đó thôi, mình sẽ tiếp tục mình nói tiếp. Ví dụ mình nãy mình nói tới Cúc Kinh đúng không, Garder đúng không, thì Black Skill á, nó có những mảng như này nè. Nó có những mảng như này, thì mình khuyến cáo các bạn là kinh đúng không, thì về fishing á, nói chung là mình chỉ khuyến nghị các bạn cút kinh thôi nha. Còn tất cả những gì á, liên quan tới life skill á, thì mình ở đây mình sẽ nói khái quát nha, khái quát thôi nha. Thì Garden Ring á, thì nó liên quan tới cái việc các bạn lấy nguyên liệu, tạo ra những nguyên liệu mà worker, những cái con worker này nè, nó không cho các bạn, nó không lấy từ node về được, không có node nào có hoặc là nó rất là ít đó. Thì á, nó sẽ cho các bạn gathering, và gather này nó sẽ phục vụ cho nghề cooking kinh và là nghề alchemy. Ok, alchemy là nấu thuốc, nấu lắc các bạn. Nghề này nhiều tiền hơn nhưng mà phức tạp hơn là cooking kinh. Và cúc kinh á, nó có hai loại. Như nãy mình nói kiếm tiền là kiếm tiền dễ nhá, của cúc kinh là cúc fit. Còn cúc mà cúc búp, cúc và mấy cái loại búp và loại thức ăn như này nè các bạn, đó simple crown meal này, nó khá là tốn thời gian chuẩn bị, và nó tốn cái slot của nguyên liệu các bạn cất trong kho mấy chục slot luôn. Thì nó mất cái điểm CP các bạn, nó ăn vô điểm CP để mua những cái slot đó. Ok, rồi fishing là cái nghề đa số là để AFK, và khi các bạn rảnh rỗi, các bạn không muốn làm những nghề khác, thì các bạn đeo cần câu vô. Đó, đeo cái cần câu, hay cái này là để tăng cái khả năng mà nó câu được con cá cá vàng cá xịn nữa các bạn. Mình cũng không biết hiệu quả nó thực sự là bao nhiêu nhưng mà mình thích mình đeo thôi. Thì cái Balenod Fishing Rod này nè, đó mình đứng mình câu cá, đó mình thả cần câu xuống, ở đây là đất liền thì nó sẽ giật cái cần câu lên, và cần câu cá thì nó rớt những cái item, mà cái item event nãy mình nói trong cái mục gather các bạn đó, nó cũng liên quan tới event nữa. Ok. Rồi tới nghề gì, fishing hunting. Hunting là cái nghề mà nó nãy mình bỏ ra một bên luôn các bạn, mình bỏ ra một mục luôn, tại vì nó chiếm tiền rất là nhiều, kiếm tiền nhẹ nhàng nhiều nhưng mà nó sẽ có nhàm chán. Nói chung là nó khá là nhàm chán nhưng mà nó có là một mục các bạn nên quan tâm. Ok, và khi các bạn quan tâm á,
thì mình có một cái clip mình đã nói về cái mục này, thì các bạn vô những cái clip của mình á, các bạn search cái tên clip này nè nha, cơ chế hoạt động siêu hình của một GUI, thì thì mình đã nói khá là kỹ trong clip này rồi. Thì nó yêu cầu các bạn tạo một con thuyền để hình nhá. Và nó có hai loại thuyền, là một con thuyền tên là Sawbat, thì cái con đó và một con tên Frigate. Thì mình nhá, ngay thời điểm này á, các bạn có thể lăn tăn là xài con nào đúng không, xài thuyền nào, thì mình có thể nói các bạn tạo con Frigate luôn, không tạo Sawbat. Nếu các bạn theo đuổi cái nghề si hình này, theo đuổi á, mình nói theo đuổi là các bạn phải xác định từ đầu là các bạn có theo đuổi cái nghề này hay không. Như mình nè, mình tạo con thuyền ra, mình nghĩ rằng mình theo đuổi cái nghề này, nhưng thực chất á, mình đã vô GUI và mình vô GUI si hình và mình đã ao GUI luôn, và mình trong khi mình chả si hình gì cả. Mà thực sự cái khoảng thời gian đó mình á, hoạt động khá là mạnh luôn á, mình kiểu như mình bật chế độ hardcore khá là mạnh luôn á. Nhưng mà mình nói chung là các bạn phải hiểu rõ cái bản thân mình là có theo nghề si hình hay không, nó là một cái các bạn phải bám đuổi. Nói chung là đồ mới nói lan man quá ha, thì các bạn nên coi clip này rồi đưa ra cái sự quyết định của mình. Một là một, hai là hai, đừng như mình. Ok, thì trong clip này mình nói khá là lè nhè, mình nói ngôn ngữ hơi khó nghe một chút, tại lúc đó mình hơi bực dọc cái gì đó, thì các bạn thông cảm nha. Ok, đó là nghề si hôn đúng không? Rồi nghề grinding, đây mình chia ra hai loại grinding. Có item, mình có thể nói là mình có thể bật lên và mình nói sơ qua về grinding. Ở các bạn level đầu á, các bạn chạy bừa kiểu gì các bạn lên level 56. Level 56 là một cái bắt đầu quá là cơ bản luôn, chả có gì luôn các bạn, kiểu như level 1 luôn á. Nói chung là nó là móc thấp nhất của cái trò chơi này luôn á. Thì á, ở level 56 thì các bạn sẽ đặt suy nghĩ là các bạn sẽ rin cái gì, đúng không? Thì mình chỉ những cái điểm rin cho các bạn nha. Điểm này, điểm sau sen. Sau sen là mấy con sau sen gì đó. Mấy con lính này nè, nó ra rất là nhiều và nó sẽ rớt tiền. Và item trap, item level và SP, điểm lên level skill, điểm tăng skill á, và điểm kinh nghiệm để lên cấp luôn, khá là tốt ở level 56 ở đây. Nhưng mà ở đây thì khá là đông, là có thể là BK khá là nhiều đánh nhau á. Rồi mình nói từ đây thôi, mình nói theo level đây, mình tính chia từ Kama qua tới sa mạc, nhưng mà thôi mình nói đây. Từ trước 56, trước level 56 yếu hơn cái này nhá, yếu hơn cái bãi này á, thì riêng ở đây hem bãi này khá là kiểu như là dị dợm. Những cái con ở đây á, nó rớt cái điểm SP khá là nhiều, điểm lên skill khá là nhiều, nhưng mà kinh nghiệm với tiền thì không nhiều lắm. Ok, ở đây là trước level 56, đây cũng trước level 56. Ok,
Kadri đây. Kadri đặc biệt cái bãi này nó sẽ rớt nó rớt cái đá cái cục đá mà cộng cộng đồ nhỏ 200 ngàn với lại 300 ngàn các bạn. Cái cục đá đó là nhiều nhá. Còn những cái kia thì khá là ít. Ba sim thì khỏi nói đi. Cái này mình chưa test các bạn. Cái bãi này mình chưa test, mình chưa nói được. Cái update mới đây mình chưa có test. Rồi tiếp theo. Rồi khi các bạn mạnh hơn một chút rồi đó, các bạn sẽ ra cái con Naga này, cái bãi Naga này. Naga và cái Forgan này là hai điểm các bạn phải mất thời gian. Trong cái khoảng thời gian mà sau newbie á thì các bạn sẽ mất thời gian nhiều nhất ở đây. Nhiều nhất ở đây. Nó sẽ gớt tất cả những thứ các bạn cần để lên đồ luôn. Những cái đá nãy mình đã nói, cái đá 200 300 á, và những cái stone nãy mình nói cái 2 triệu mấy 3 triệu đó để đi lấy memory fragment á, đó là để repair đồ lúc mà mình cường hóa hụt á thì nó hư đồ, hư độ bền maximum á thì mình phải repair bằng cái đó đó. Thì đây Naga và Forgan. Và mình thì chọn Forgan, tuy là nó xa hơn đúng không? Các bạn thấy cái đường nó băng, phải băng qua sa mạc, các bạn phải biết cái sa mạc như này như thế nào thì mới tới được chỗ này đúng không? Nó mất thời gian hơn nhưng mà nó sẽ được lợi hơn rất là nhiều. Vì quái nó đông và cái bãi nó không bị, khi các bạn đứng ở sa mạc thì nó không bị các bạn ở đây có nước á, không bị mất nước, không bị cái desert debuff này, các bạn search trên Google nhé, mất công giải thích nữa. Những thứ, tất cả những thứ cần thiết luôn đúng không? Rồi xong rồi, sau đó nó có một cái mốc các bạn có thể thấy, các bạn riêng tới một cái mốc á. À trước khi đó mình phải nói tới cái bãi này. Cái bãi này là bãi này mình đã nói là rớt khá là nhiều tiền đúng không? Tất cả những thứ các bạn cần đúng không? Còn cái bãi này nè, cái bãi Crescent này nè, nó sẽ rớt cái nhẫn Crescent á. Và cái này là chuyên tiền luôn các bạn. Chuyên về tiền luôn các bạn. Nó hướng về tiền nhiều hơn là những hai cái bãi nãy nhá. Hướng về tiền nhiều hơn. Cái Crescent Ring á. Crescent nè. Sao giờ mình nói lè nhè quá ta. Crescent Ring 60m. 60 triệu đó. Đó. Và mình khuyến cáo là những cái bãi này khi các bạn biết bao nhiêu thì các bạn sẽ rin tốt á. Thì mình khuyến cáo như vậy. AB 100 đúng không? Nhưng mà thực chất thì muốn nhanh gọn á thì phải hơn số này, AB 130 150. Nhưng mà cu tâm nhá. Đây nó có hai loại, người ta sẽ nói là cu tâm, AB cu tâm và AB Nuver. Hai loại vũ khí này thì cái cây Nuver, cái cây cu tâm thì nó cộng, các bạn có thể đọc là nó cộng cái item effect á, nó cộng dam vô monster thì nó khác biệt với cái Nuver này. Thì cái Nuver này không có cái đó. Thì dần dà thì các bạn sẽ biết là cái cây Nuver này nó thiên về PvP mạnh hơn. Còn cu tâm thì nó thiên về PvE. Ok. PvE là đánh quái, PvP là đánh người. Ok. Ở đây nó liên quan tới bracket nữa. Bracket là những cái gói. Các bạn coi cái bonus level của mình nè. Đó. Thì nó cộng AB, nó cộng 40 đúng không? AB Awaken nó cộng 48. Đó là những cái gói. Ví dụ mình đeo cái Nuver lên thì nó cộng tới 83. Đó là bracket. Thì
những cái đam này nó ảnh hưởng đến đến mình riêng các bạn. Bracket, cái chữ bracket nó như này nè, AB. Các bạn search cái này lên Google, các bạn nghiên cứu nha. Thì các bạn phải tính toán sau đó để các bạn lên đồ để nó tăng cái bracket của các bạn lên. Có bracket AB, có bracket DB, DB là phòng thủ nhé, phòng thủ cũng cần thiết khi các bạn rin nhé. Ok, nói tiếp. Chuyên tiền đúng không? Chuyên tiền. Rồi. Mình nói nãy giờ các bạn chỉ có bên sa mạc này thôi đúng không? Thì nó sẽ có một cái mốc. Cái mốc khi các bạn đạt tới một cái cấp độ đó ạ. Thì bạn sẽ chuyển sang một level mới, một đẳng cấp khác. Ví dụ như mình bây giờ thì cái mốc level nó sẽ ở đây nè. Các bạn xem này nè. Các bạn sẽ thấy rất nhiều những cái chat lên nó kêu gọi là Luffa Party Mirror 240 test cu tâm. Test cu tâm là như này nè. Đó, test cu tâm là cái chữ V, chữ số 4 cu tâm này nè, và 240, mình 245 rồi, là mình dư 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 điều kiện để mình đọc, mình đủ dư điều tiêu chuẩn của thằng này là nó muốn tìm party Mirumok là cái bãi này nè. Mirumok là cái bãi này nè, và cái mãi bãi này là chuyên tiền luôn các bạn. Party 3 người chuyên tiền, chuyên SB điểm lên cấp nhé, không điểm lên cấp nhé. Còn điểm lên level skill á, điểm lên skill nó rất là ít. Mình nói là cái bãi này chuyên tiền và chuyên SB, 1 giờ các bạn có thể kiếm khoảng 30 triệu ở cái bãi này khi các bạn đạt cái mốc như này. Tùy class nữa nha, ví dụ mình chơi Musa thì á mình sẽ rin không bằng một cái con WeChat nói chung về cái class map mà